cho các bạn. Hôm nay Thành Phát này chuẩn bị đi lắp đặt một hệ thống lọc nước đầu nguồn, là sản phẩm mới của Tân Hát Đại Thành, bộ lọc nước đầu nguồn Beluga B2.1. thì đây là thành phần của nó, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì sự vỏ sản phẩm này được làm bằng nhựa PP nhập khẩu, công suất của nó là 1.200 lít/giờ. Công dụng của loại này là loại bỏ các loại vi khuẩn, hóa chất, clo, khử màu, khử mùi, làm sạch nguồn nước của gia đình bạn. Thì cái này đều sử dụng được cho nước giếng hoặc nước máy. Thì đây là thành phần vỏ lọc, đó, gồm một đầu ra một đầu vào, và đây là nói lọc bên trong của nó. Thì đây là bộ phụ kiện sản phẩm đi kèm. Bây giờ mình cùng tiến hành lắp cho các bạn xem nhé. Đây là phiếu bảo hành của sản phẩm lọc đầu nguồn. Sản phẩm này được bảo hành 2 năm. Đây là sách hướng dẫn sử dụng cái bộ sản phẩm này. Đây là sản phẩm ra mắt trong tháng 8 năm 2020. Đây các bạn. Đây bằng nhựa PP thì xuất xứ từ Hàn Quốc. Nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam. Mở này nào. Rồi, vui ra. Đó. Đây là thành phần nói bên trong của nó. Giờ sẽ đến mình sẽ giới thiệu cái bộ nói. Bộ nói của nó. Đây là bộ nói lọc lớp PP và than hoạt tính. Đó, các bạn nhìn thấy không? Được xuất xứ từ Hàn Quốc. Thì loại này rất nhỏ gọn. Công suất lọc là 1.200 lít/giờ. Cái này nước máy hay là nước giếng lắp đều được hết. Đây, đây là nỗi nọc của nó. Nó bông. Tuổi thọ và tùy một cột nọc này trung bình là khoảng 250.000 lít nước. Khi dơ là ta có thể vệ sinh được. Đó. Xoáy tròn đi. Các bạn nhìn thấy không? Nó có chữ in input này. Đây là đầu vào của nó. Còn đầu ra nó sẽ làm bên này. Out là bên này. Thì khi mua sản phẩm lọc nước đầu nguồn này thì được tặng một bộ phụ kiện kèm theo để gắn. Phụ kiện PPR. Các bạn thấy không? Đây là van xả. Con lối lên ngoài giặc co, cái này là để bắt xuống lên khi mà muốn để cho nó xuống xa đất. Rồi thì bây giờ mình cùng nhau lắp đặt cho các bạn xem. Bây giờ lựa chọn chỗ để gắn. Thì các bạn nhìn thấy ở dưới đây là có hai đường nước, đây là in này, input này nước vào này, bên này nước ra. Thì mình sẽ tiến hành mình đấu cái ống ra đây đi. Mày kéo làm cái ống nối ra đây đi.
đi bên hông kìa, hiểu không? Còn lại đâu? Lối thẳng đi. Keo à, này keo gắn nó thẳng này, cái thẳng này đi. Tao đóng nó nóng cho. Còn cái này là này các bạn. Khi mình xài nó dơ quá là mình có thể đem vòi xịt sạch được để sử dụng lâu hơn. Không thì như này. Đó, không thì như này. Cái dưới không được hả? Sao mày lấy thử đi. Xấu bát, trở ra đây mà làm này. Lấy mấy hàn hàn vào. Rồi, vậy được chưa? Nên đấy thì sao mà cái ống này nó lên trên đấy được hả? Đây là cái van dầm. Mang cái lụa đây. Còn này anh cầm đâu? Trong đây có cuộn đây. Ủa, còn này mấy quán đó hả? Đi kiếm gạch đi.
4 viên. Cho bạn biết là mục đích của các bạn giảm áp này khi nào mà áp lực nó lên khoảng 6W đấy, nó sẽ cái van này nó sẽ tự xì ra để giảm áp lực cho cái cột lọc đây. Thêm 2 viên nữa. Hả? Chấm thêm 2 viên nữa. 2 viên đủ rồi đúng không? Trên này chắc cũng 2 viên rồi. Trên này có 2 viên rồi. À, như vậy là mình đã xả nước, đây là nước xả ra nha các bạn. Đó. Thì đây là giới thiệu các bạn, đây là nút xả áp nha các bạn, nhiều khi nó bí hơi, nó bí trong này này đấy. Là mình bấm nút này để xả ra cho nó bí hơi. Còn khi nào mà áp lực lốc áp suất lớn thì cái van giảm áp này nó sẽ tự động nó mở ra khi mà áp lực vượt qua 6 kg. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành đấu cái đường nước cấp do cái bồn để mình lên mình hạ phao xuống đây nha các bạn.
đấy cả. Ủa không sao đâu. Mời kỹ sư đóng vào đi. Thì công ty Thành Phát thì chung cung cấp các loại máy nước nóng năng lượng mặt trời, bồn nước và thiết bị lọc đầu nguồn, lọc RO. Nói chung là liên quan đến ngành nước thì mình sẽ xử lý hết. Đó. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại 0825 588 599, số hotline của công ty. Bây giờ mình sẽ đấu lốt vào để hoàn thiện cho khách hàng sử dụng. Alo. Dạ anh. 125.000. Ừ. Đúng rồi anh. Gửi cho chị Mộng Trinh nhá. Đấy, xuống anh hạ cái phao xuống cho nó bơm lên bồn. Chị ơi, chị ơi, chị đẹp ơi. Chị ơi, rút rút điện giùm em chị. Dạ. Như vậy là mình đã hoàn thành. Giờ mình đã hoàn thành. Thì xin chào các bạn. Các bạn có nhu cầu thì truy cập trang web bồnnuocthanhphat.com để tìm hiểu các loại sản phẩm thế hệ mới này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Trong video tiếp theo.